Được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì xứ Kim Chi, Mina là một trong những idol người Nhật được yêu thích nhất. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Mina là một trong những mỹ nhân Nhật Bản đẹp nhất lịch sử. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu về quá trình vươn tới thành công của cô ấy nhé! Vào ngày 24 tháng 3 năm 1997, tiểu công chúa Mina được sinh ra đời. Mina được sinh ra ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. Tên tiếng Nhật của cô là Mina Mioi và tên tiếng Anh là Saron. Không chỉ có hai tên mà Mina còn có hai quốc tịch là Mỹ và Nhật Bản, đồng thời cô cũng có hai hộ chiếu. Có quốc tịch Mỹ vì cô nàng sinh ra ở nơi đây và vì cha mẹ là người Nhật nên Mina vẫn mang quốc tịch Nhật. Sau một thời gian sinh sống tại một đất nước xa lạ, cô nàng chuyển đến Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ngoài ra, Mina xuất thân từ gia đình quý tộc, chỉ có khoảng 370 người Nhật Bản mang họ Mioi và khoảng 40 người trong số họ sống ở tỉnh Hyogo, quê hương của Mina. Bố của Mina là Arika Mioi, hiện đang đảm nhận chức vụ giáo sư chỉnh hình tại Đại học Osaka và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Dịch thuật Y tế MTR. Ngoài ra, bố Mina còn được biết đến là nhân vật quyền lực nhất Nhật Bản trong lĩnh vực y học tái tạo. Thường thì tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, nghề bác sĩ và giáo sư đều được coi là những nghề cao quý và được tôn trọng. Bên cạnh đó, ông nội của Mina còn là phó chủ tịch tập đoàn Sơn số 1 Nhật Bản. Nhờ được sinh ra và nuôi dạy bởi những con người xuất chúng, tài năng, Mina sở hữu chỉ số thông minh cao, cô cư xử khéo léo, có suy nghĩ sắc sảo. Vì lớn lên trong một gia đình có gia thế khủng, Mina được sống sung túc từ nhỏ. Cô theo học tại trường nữ sinh Obayashi Sacred Heart, nơi đây chỉ có con cái của các gia đình thượng lưu. Ngay từ những năm cấp 2, Mina đã là một fan K-pop chính hiệu. Cô nàng là fan của nhóm CN Blue. Mina rất hay bay qua Hàn để tham gia các buổi concert của Big Bang và CN Blue, tiện thể được ghé thăm và làm quen với đất nước này. Trước đây, Mina đã có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với K-pop. Việc này đã giúp nuôi dưỡng ước mơ trở thành idol của cô. Hồi cấp 2, Mina đã xem MV với bạn và bắt đầu nhảy theo vũ đạo. Cô nàng từng chia sẻ, mặc dù không hiểu lời bài hát nói gì, nhưng chỉ cần nghe nhạc rồi nhảy theo thôi cũng đã khiến Mina vô cùng hạnh phúc rồi. Vào năm 2012, khi đến một lễ trao giải diễn ra tại Osaka, Mina đã được chứng kiến các idol K-pop thời ấy ngoài đời thực. Sau những lần được đến concert của các nghệ sĩ Hàn và du lịch, Mina ngày càng yêu mến K-pop nhiều hơn. Vì sở thích này mà cô nàng đã bắt đầu theo học một lớp dạy nhảy K-pop chuyên nghiệp ở Nhật Bản. Mina từng học múa ballet trong 11 năm, vì tự nhiên đổi môn học nên cô đã phải chủ động đấu tranh với gia đình để được bỏ học múa ballet và chuyển sang học nhảy. Mina từng chia sẻ, mình bỏ ballet vì mình muốn học các thể loại nhảy khác, mình từng cãi nhau với gia đình để được ngừng học ballet. Họ khuyên mình là, mất công học gần ấy năm rồi mà bỏ đi thì rất uổng phí, nhưng mình vẫn cãi lại là, thế không lẽ con phải học ballet cho đến cuối đời ạ? Mình nghĩ lúc đó bản thân bị nổi loạn tuổi thiếu niên một chút. 11 năm học múa ba lê vốn không giúp cho con đường học nhảy của Mina dễ dàng hơn vì đây là hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Nhảy và múa ba lê vốn đối lập về kỹ thuật. Cô nàng tiến bộ hoàn toàn nhờ vào nỗ lực và kiên trì của bản thân. Mina từng tham gia nhiều buổi thử giọng ở Nhật Bản để trở thành một thần tượng nhưng chưa vượt qua. Sau đó có một lần, khi cô nàng đang đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa cùng mẹ, hai người tình cờ gặp một người đến từ JYP. Người này đã bị ấn tượng bởi sắc đẹp thanh tú và hiếm có của cô. Sau đó, Mina đã được chọn và mời tham gia buổi thử giọng toàn cầu của JYP. Kết quả là cô nàng đã vượt qua nó. Thực ra chính Mina cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ thử giọng và tới Hàn. Bước tiếp theo, Mina cần bỏ lại tất cả để sang Hàn Quốc thực tập. Sau khi hoàn tất các thủ tục ngừng học cấp 3 tại quê nhà, thì vào tháng 1 năm 2014, cô nàng chính thức trở thành trainee của JYP. Không giống như Chihyo phải thực tập trong 10 năm, Mina chỉ cần đào tạo trong 1 năm 4 tháng. Cô là thành viên được đào tạo ngắn nhất nhóm. Mina từng được góp mặt trong nhiều MV trước khi debut, điển hình như MV Only You của Miss A và MV tiếng Nhật của 2PM Hooyoung. Sau khi trải qua thời gian đào tạo 1 năm 4 tháng, Mina tham gia chương trình Sống Còn 16 của JYP và nhanh chóng khiến khán giả ấn tượng về nhan sắc lẫn tài năng. Mina sở hữu giọng hát ngọt ngào cũng khả năng vũ đạo điêu luyện. Tuy có thời gian đào tạo ngắn nhưng các kỹ năng như nhảy, hát, trình diễn đều khá ổn. Đây là điều mà chính nhà sản xuất Park Jin Young và các khán giả đều ngạc nhiên về Mina. Mặc dù mắc hội chứng sợ sân khấu và khá hướng nội nhưng điều này không ảnh hưởng tới khả năng của cô. Cô còn là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất. Chỉ trừ duy nhất một lần, còn tất cả những lần còn lại, Mina đều nằm trong top 7 cô gái được bình chọn nhiều nhất trên app của chương trình. Cô nàng luôn cố gắng hết sức và vượt lên trên nỗi sợ của bản thân. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình, Mina đã hớp hồn nhiều người hâm mộ như vẻ ngoài dịu dàng và kỹ năng múa ba lê điêu luyện. Một số thực tập sinh cũ từng chia sẻ, Mina được JYP đánh giá cao như vậy là bởi cô đã thể hiện khả năng nhảy và ca hát ấn tượng ngay từ khi mới bắt đầu. Cảm xúc trên gương mặt của cô nàng vẫn không chân thật và đây chỉ là kết quả của quá trình luyện tập lặp đi lặp lại. Vấn đề là Mina ngày càng sợ biểu diễn trên sân khấu nhiều hơn. Cô nàng đã bị áp lực tinh thần và khóc rất nhiều. Nhưng sau bao ngày nỗ lực tập luyện trong phòng tập với tinh thần không chịu khuất phục, những vấn đề kia đã được giải quyết. Mina được chọn là thành viên của TWICE và thực hiện được ước mơ trở thành thần tượng của bản thân.
TWICE đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt ngay từ khi mới debut. Cheer Up ngay khi ra mắt đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Quốc Digital Song Sales chỉ trong tuần đầu ra mắt. Một thời gian sau, tất cả các bài hát mới của TWICE như TT, Knock Knock, Signal đều trở thành hit lớn và giúp các cô nàng khẳng định vị thế của nhóm. TT đã giữ vững hạng nhất trong suốt 4 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Gaon Digital Chart và cũng đạt được hạng 2 trên Billboard. TWICE đã vươn lên, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ top đầu K-pop, nhóm không chỉ có người hâm mộ ở Hàn Quốc mà còn mở rộng ra toàn thế giới. Trong nhóm, Mina đảm nhận vai trò vũ công chính, kiêm giọng hát phụ của nhóm. Cô nàng không chỉ nhảy giỏi hát hay, mà các đường nét trên khuôn mặt của cô cũng tạo được thiện cảm với người đối diện nhờ sự dịu dàng và nhã nhặn. Đang yên đang lành thì một thời gian sau, vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, JYP Entertainment bất ngờ đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động của Mina. Họ cho biết hiện tại Mina đang ở trong tình trạng lo lắng tột độ và cảm thấy bất an khi biểu diễn trên sân khấu. Sau đó Mina đã trở về nhà riêng ở Nhật Bản và nghỉ ngơi. Nhiều người hâm mộ của cô nàng đã rất lo lắng. Sau đó vào ngày 27 tháng 8, JYP đưa ra tuyên bố chính thức, chia sẻ rằng Mina được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu. Triệu chứng lớn nhất của chứng rối loạn lo âu là có trạng thái lo lắng tột độ, liên tục hoặc ngắt quãng. Công ty tuyên bố họ sẽ đưa ra quyết định liệu Mina có tham gia các hoạt động nghệ thuật hay không. JYP hứa sẽ thực hiện biện pháp tốt nhất để Mina có thể hồi phục. Một thời gian sau, cô đã trở lại trong MV Feel Special nhưng vẫn chưa thể tham gia các hoạt động quảng bá. Mina đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. May mắn là sau đó, Mina đã tham gia buổi họp fan Once Halloween 2. Cô nàng đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn và sẽ quay trở lại. Ban đầu, các thành viên khác của TWICE dự định sẽ tổ chức mà không có Mina, nhưng với ý chí mạnh mẽ của bản thân, cùng với mong muốn được cùng TWICE kỷ niệm 4 năm ra mắt, Mina đã tham dự buổi fan meeting ngày hôm đó. Trong suốt buổi fan meeting, cô nàng đã có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc, có lúc lắng động và ngập tràn cảm xúc bên cạnh các thành viên và người hâm mộ. Sau đó, Mina tham gia concert của TWICE tại Nhật Bản và dù bị thương ở chân, nhưng cô nàng vẫn cố gắng luyện tập và góp mặt trên sân khấu. Mina cũng không quên liên tục trấn an người hâm mộ, luôn nói rằng sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều. Từ đó cho tới nay, sức khỏe tâm lý của cô nàng đã ổn định hơn và Mina không còn vắng mặt trong các hoạt động của nhóm nữa. Mina vốn là một cô gái có trái tim nhân hậu. Đối với fan, với các thành viên trong nhóm hay với tất cả mọi người, cô luôn cư xử một cách chân thành và ấm áp. Vào đợt kỷ niệm 800 ngày ra mắt của TWICE, Mina đã đăng ký trở thành người hiến tạng ở Hàn Quốc. Trước đó vào năm 2013, Mina cũng đã đăng ký hiến tạng ở Nhật Bản. Cô nàng từng tham gia nhiều chiến dịch giúp đỡ cộng đồng và làm từ thiện. Chaeyoung từng chia sẻ với Mina như sau: Mina là người ít nói, nhưng cậu ấy thuộc kiểu người quan tâm, lo lắng và ở bên cạnh mọi người một cách vô cùng thầm lặng. Từ một vũ công ba lê với ước mơ idol cho đến một trong những nghệ sĩ thành công nhất K-pop. Mong rằng chặng đường phát triển của Mina và các thành viên còn lại sẽ thành công hơn nữa. Bạn nghĩ sao về cô gái này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.